Vào lúc rạng sáng ngày 11 tháng 6, vào lúc 4 giờ sáng, một xe ô tô tải đi hướng từ Phong Hòa về Sa Đéc khi qua khỏi đoạn chợ giao thông của huyện Lai Vung, Đồng Tháp, bất ngờ xe bị vỡ lốp và đi sang phần đường bên trái. May mắn thay vào thời điểm đó không có xe đi ngược lại, và được biết hiện tại tình hình sức khỏe của tài xế vẫn không sao. Qua tìm hiểu, xe ô tô tải này chở nước đá, quý bà cô chú anh chị. Thì câu chuyện như thế nào? Sau đây xin mời quý bà cô chú anh chị mình cùng xem cái video. Trên đường đi phát hiện một chiếc xe tải của bà cô chú anh chị à, thì không biết khi mà xảy ra vào thời điểm mấy giờ thì mình chưa biết được ha à. Nổ bánh bây giờ thì xe cứu hộ cũng đã đến rồi nè, hỏng bốn bánh luôn. Vụ này bị nào hay em chú? Sáng. Sáng hả? Đó thì theo cái hướng xe chạy là hướng từ bên chỗ dòng xe Phong Hòa hướng về Sa Đéc. Xe này xe chở nước đá nha. Thì nghe được biết thì tài xế thì không có sao, nhưng mà có chú anh chị may mắn là không có gì về con người. Này nó bị bể bánh ha, đá chở lên. Bà con đến đây xem cũng nhiều lắm nè do vướng phần vô mấy cái cây đó, cho nên là người ta đến người ta cắt mấy cái cây, cưa mấy cái cây đó xong người ta mới mà cẩu lên được. Xe chở nước đá nè, còn nước đá tan chân rồi. Đi hướng ngoài phà Phong Hòa đi vô hay gì chạy phải không? Dạ. Giờ đó chắc cũng không vắng xe ha, cũng hên ha. Vắng xe. Dạ. Ở đó ngoài Phong Hòa. À. Bây giờ cẩu lên nổi không? Xe khác mà cẩu nổi. Ông gài cái dừa đó nè. Gài đâu gài ông nổi. Đá lấy ra là hết rồi. Rồi còn một xe đúng không? Ừ. Còn mấy cậu xe nhiều lắm. Thấy nhiều lắm. Mà hôm giờ thấy nãy trong đó còn nhiều lắm á. Nhiều lắm, con mới thấy nhiều lắm. Nhiều. Sao nó nói 50 cây hả? Nhiều lắm luôn ba, trong đó nhiều lắm luôn đó. Đào dốc luôn. Ơi ông lấy gì cho? Ủa sao cũng không lấy cái này. Mở cửa ra rồi cái gì vậy? Rồi quên kia coi dựng đá bà con ơi. Chị chú ơi. Tu xuống hôn luôn á em, cho nó trống em. Cái gì? Cái cây nha, anh nhánh đó, anh nhánh đó đạp xuống đó luôn. Đạp xuống luôn. Để xuôi xuống, xuôi ừ. Xuống xuống, xuống, xuống vậy đạp xuống luôn. Xuôi vậy đó, nó mà nó ấy, để mình ấy đưa ra ngoài rồi nữa nó mình đưa lên sợ nó dính đó. Vướng á. Thank you.
xe cũ đến các bạn, xe cũ là chỉ có anh Tấn rồi, không có nổi nha. Đi xe này cẩu không nói hả? Ồ, giờ đó đi là hên ha, giờ đó may mắn không có người ha. Bãi xe giờ đó xe vắng. 5 giờ. Đây nè, cái trường chỗ này là nó nặng. Nó cắn vô cái cống. Tướng Việt không tiêu rồi. Gì hết hả? Bên rồi có bên xe chạy chạy phô nào nọ. Hồi đó tán có chuyện nữa à. Đâu cần đó lái xe ai mà lái vậy. Lái lên quay đầu lên bên nào tao nằm một chiều quay qua nằm chiều sắt bên đây nè. Để nó chạy nó hết có xe chắc chạy nhiều. Nè, vận chuyển nước đá lên nè. Xe này là xe chở nước đá nè. Kính kính chắn gió bởi trần. Bởi kiến luôn. Bởi kính chắn gió luôn. Nước đá tuôn ra kìa. Xe ở trong. Ông mở cái nắp rồi, con lôi rồi bỏ bỏ mới vậy ông khỏi đẩy. Rồi nước lớn rồi. Nước lớn rồi. Đang lớn. Một cây không à, có cây nữa, có cây, có cây nữa rồi, cái đầu nó mấy lại rồi. Ủa chốt, ông ấy có 1 bao 1 hay không ấy, tại mà coi có ai ấy cho người ta bớt. Để vô đi. Rồi ông ăn bánh mì, ông không chịu để rồi. Xin nước đá nè. Xin nước đá, bà con lại lấy thoải mái nè. Dữ lắm nước đá luôn. Xe này dám chở cả 100 cây. Ở đó hồi lạnh mấy con cá nổi lên luôn. Cuối là có con chào nó mới chở có 50 à. 50 cây hả? Có 50 cây à. 50 cây mà năm mới lấy 50 cây à. Rồi nội chở đá không 2-3 tấn rồi. Cây đá là 50 ký cây nè. Rồi không đẩy vô đi nè. Bà đẩy vô đi. Tao đẩy không có nổi, ba tao nổi tao đẩy rồi. Mày ăn cái bao có ăn đâu, cứ lấy. Để vô đây mấy cái thùng ở trong để trong đi rồi nữa anh lực mì gì á. Uống gì dữ vậy mấy cha. Dịch chống. Dịch hả? Ờ, ở trong dịch á. À. Dịch tao chồng thằng lính. Tôi bố 14 ngàn. Dịch. 14 ngàn dịch. Bà 7 ngàn. Thì là chờ thêm chiếc xe cẩu nè, mới cẩu gì. Nhiều lắm, nước đá nãy qua anh kia nhìn cũng nhiều lắm. Nó dồn xuống cái khu này nhiều lắm nè. Dồn xuống đó mà phải ấy cái trời ơi, nước đá xuống mấy cái lần tiền nổi luôn. Lạnh thấy bà. Nó lạnh lắm. Lên hơi khói hơi sương luôn phải không? Ờ, nước đá nhiều mà nó lạnh giờ thành ra cá nó mới nổi lên chứ dễ gì. Cá nổi đâu? Cá làm tiền.
mà lên khối thôi. Ừ, nước đi nước mà nè, để nước đá mà lên khối luôn. Đây mà chắc đi, khi mà lúc đó chắc nghe ầm ầm hết à. Cái ầm. Rồi nghe một cái ầm luôn. Mấy giờ mấy giờ? Cái này là 4 giờ mấy. Quá yếu rồi, quá yếu rồi. Hỏi đây người ta lấy nữa kìa. Điện khúc ông nội rồi quá yếu rồi kìa. Mọi người quá yếu rồi. Ừ, ông nhậu mà sáng đi chơi thức chốt mà con hỏi ông dài. Hả? Cái năm. Rồi. Đây đi. Ở dưới mà ông có về đêm hoàng qua ông nhậu tới đâu 10 giờ. Con mới nói vậy nè, trời ơi ông xui tôi mà ông không kêu nhậu trời. Ông về nhà 10 giờ rồi. Đây, chứ ông với gió đi về là ba lưng về đây. Còn lại tôi không thấy ông đi nữa. Vậy tôi đâu có nhậu. Ông có nhậu ông đi chơi. Đi chơi. Chơi tới 10 giờ hả? Ừ. Trời. Mắc cái bằng rồi trời, đâu có ba mắt. Cái bàn là đủ quá, tiêu cái bàn ổng không cưa biết chết hết rồi đó, còn có cây đó. Ôi, kính chắn gió luôn, bể nát rồi. Có cứu hộ đập á. Gì hả? Đập để lấy tài xế ra đó. Tài xế không sao ha. Chứ về tài xế đâu ra được. Xe đó là chở nước đá cục gì với Barbie hay gì kìa. Ờ, đá bi, đá cục. Cái sao mà nó ngã dữ ha. Bể bánh xe. Vậy đó hả? Hơn mấy nó vô. Bể bánh xe rồi. Lạ. Hên, không cũng như xe ít vậy. Dạ. Ừ. Con cá
Con không 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 xuống. Luôn đi. Ông khiên tiếp ổng đi. Ông khiên tiếp ổng đi lên dạ dạ sao mà kinh nổi. Ừ, kinh không có lên đây hả sao hả? Rớt cua cây dừa này dưới cây bằng là lên là mấy lấy lên được không, không, không. Cây dừa đó nó dính cái đầu bánh xe rồi sao ba lấy lên được. Này ngã chắc nào rồi hả chị? 5 giờ nè. Xe ép chạy chắc 5 giờ xe ép chạy. Đi hướng ngoài phà Phong Hòa đi vô nha. Dạ dạ. Giờ đó cũng không dắn xe nha. Dắn lên nha. Đá ngoài không quả. Kéo là không nổi hả vậy? Chưa được nghĩa là cẩu lên nhẹ mới chưa xe là chết ra được. Bây giờ cẩu lên nổi không? Sao ông không phải lấy thêm một cục nữa. Thôi đâu ông lấy thêm một cục nữa cho mấy đu. Nước đá nó dồn dữ mày. Nước đá nó dồn dữ mày sống nè. Nhiều lắm luôn ba, trong đó nhiều lắm luôn đó. Ủa sao chú Út ông không lấy cái này? Để nó mở cửa ra rồi kìa, họ dụng đá ra như vậy. Lắm nhiều quá. Tuôn xuống mương luôn các em, cho nó chống em. Cái gì? Mấy cây đó. Cái cây nhà nhánh đó đạp xuống đó luôn. Đạp xuống mương luôn. Để xuôi xuống vậy đạp xuống luôn. Chưa ơi mình vậy đó. Nó mình đưa lên sợ nó dính đó. Dướng á. Rồi xe cẩu đến các bạn, xe cẩu là chỉ nó bắn rồi không có nổi nha. Gì xe cẩu không nổi hả? Đâu rồi. Nó ra. Ừ, nó lại đi đó, còn trong mấy nhóc. Còn có nhóc hết trơn rồi chứ đâu có ấy đâu. Này là chỉ mới có đi giao ha chị. Ừ, mới đi giao đó. Ở ngoài bờ ở ngoài cái lãi đó chạy vô đó. Dạ, mới vô tới đây ha. Ừ, mới vô tới đây rồi cái bị sự cố rồi. Chó đẻ quá trời luôn rồi, làm này chắc tới tiếng hồ nữa không biết gọi không nữa nè. Đó ăn đình đó. Ai không quá đâu đấy, quá trời luôn rồi, mấy chục cục luôn rồi. Trời ơi đồ dài sớm dục có hai chục cây đó. 20 cây hả? Ừ, tuôn xuống mương nó tẩm dữ gì đó hả? Nhờ cái cây dừa dưới cái ấy đó nó rồi, nó ngã mấy rồi đó đi. Đỡ kiểu kỳ không dựng đứng lên dựng. Ừ, sao mà được
Chuyển ứng lên là ta gửi được cục trên nha. Bể kiến luôn. Đó luôn. Đá tuôn ra kìa. Xe ở trong á. Ông mở cái nắp rồi con lôi rồi bỏ bỏ mới để ông ổ đẩy. Nước lớn là gì rồi? Nước lớn rồi. Đang lớn. Mà đây, cây không à, có cây nữa, có cây. Có cây nữa rồi cái đầu nó ấy lại rồi. Ủa chút ông ấy có 31 hay không ấy tại mà coi có ai ấy cho người ta bớt. Vô mày. Để vô đi. Để vô. Rồi ông ăn bánh mì cũng chưa đẩy rồi. Lắm nó đá luôn. Xe này giống chở cả trăm cây. Nó mô phạt phạt độ cái. Đâu có 100 đâu, mới chở có 50 à. 50 cây hả? Mới có 50 cây à? 50 cây mà 1 cây 50 cây rồi. 50 cây à. Thì sợ nội chở đá không 2 3 tấn rồi. Cái đá là 50 ký cây nè. Ừ. Rồi không đẩy vô đi. Nè. Bà đẩy vô đi. Tao đẩy không có nổi, phải tao nổi tao đẩy rồi. Đây ăn cái bao của anh luôn, đi đẩy. Đẩy vô đi, cái mấy cái thùng ở trong đẩy trong đi rồi nữa anh lực mì gì á. Hỏi mấy cái ông mấy cắt rồi ổng rồi trời sớm ổng làm tiếp quá trời luôn kìa, ông qua ông lấy vậy. Cái bố 14 ngàn dịch. 14 ngàn dịch. Bà bày 7 ngàn. Còn trống nhiều lắm, thấy cặp mé xác mình vết nó nhiều lắm. Thì nhiều lắm luôn. Dồn xuống cái khu này nhiều lắm. Ừ. Dồn xuống đó mà phải ấy cái mình khỏi nó lạnh á, nó lạnh á đâu chịu nổi. Với lại nhà nước đá nhiều mà. Ừ, nước đá nhiều mà dạ. Nó lạnh rồi thành ra cá nó mới nổi lên nó chứ dễ gì. Sạt trời. Cá nổi đâu? Cá làm kìm. Nước dưới đó mà lên khói hay hay đó luôn ha. Nước lạnh để nó để nước đá mà lên khói luôn. Mình chở nặng mà. Đây mà chắc đi. Rồi cái này lấy khi mà lúc đó chắc nghe ầm ầm hết rồi. Trời ơi, nghe một cái ùm luôn. Mấy giờ chứ bây giờ? Cái này là 4 giờ mấy. Quá yếu rồi, quá yếu rồi. Bỏ nó đi rồi tao lấy nữa kìa. Ông nội mày quá yếu rồi kìa. Cháu quá yếu rồi. Ừ, không nhậu mà sáng thì thức sớm rồi coi coi hỏi ông kêu ổng. Bên Nam. Trời. Ở dưới mà ổng có về nói chung là sàn lên cái ba với ba với năm có mối hai đại hai đậu. Đi ngoan qua ông nhậu tới đâu 10 giờ. Con mới nói vậy nè, trời ơi ông xui tôi mà ổng không kêu nhậu trời cái chọc chuốt chứ. Đây. Đó là ông với chó đi về đằng ba lung về đây. Ông làm như tôi không thấy ông đi vậy. Có đâu có nhậu. Không có nhậu ông đi chơi.
chơi mình tới 10 giờ ăn. Ừ. Trời. Mắc cái bằng rồi sao đâu có mở cửa đó được. Cái cửa nó sao mà. Cưa cái bằng là đủ quá, tiêu cái bằng ổng cưa chết hết rồi đó, còn con cây đó. Ủa mà cưa cái nữa nó lỗ quá, lỡ mất tiêu cái lỗ này luôn à. Không. Ông cưa chết đó, cây này cắn cây mấy cây kìa. Cái già cây cây ra em. Mua quá cây dừa. Không mở dướng à. Ổng nè. Cưa ổng lộn quá rồi nó chết trơn, tôi cưa lại chết trơn rồi. Ừ, lỡ mé hết trơn cái chồng ruộng nó lâu rồi. Để đó ông giống lên được mà. Bao qua nó lướt lên được rồi thôi. Chứ nè tôi cắt nó chết trơn rồi. Còn con cây đó. Cái dừa. Đâu mới cho cưa. Cái dừa cho cây cưa cây dừa đi chứ bà để cũng ấy bà. Để ấy cây dừa đi. Đi xin cây dừa đi. Con thấy liều biều không?